선생님, 안녕하세요. Chúng em chào thầy ạ. 애들아, 안녕. Chào các em. 지훈이는 어디 있니? 지훈 đâu rồi? 그 애는 아직 안 왔어요. Nó chưa đến ạ. Chúng em chào thầy ạ. Chào các em. Ji-hun đâu rồi? Nó chưa đến ạ. 이 사람은 마이입니다. Đây là Mai. 여러분, 안녕하세요. Chào mọi người. 저는 마이입니다. Tôi là Mai. 잘 부탁드립니다. Mong mọi người giúp đỡ. Đây là Mai. Chào mọi người. Tôi là Mai. Mong mọi người giúp đỡ. 다시 만나서 기쁘네. Rất vui được gặp lại các em. 형, 안녕하세요. Chúng em chào anh. 즐거운 하루 보내세요. Chúc anh một ngày tốt lành. 다음에 또 봐. Hẹn gặp lại các em. Rất vui được gặp lại các em. Chúng em chào anh. Chúc anh một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại các em. 오늘 너무 즐거웠어. Hôm nay rất vui. 저도요. 그럼 다음에 또 봐요. Em cũng vậy. Hẹn gặp lại anh. 응, 잘 가. Tạm biệt em. 안녕히 계세요. Chúc anh ở lại mạnh giỏi. Hôm nay rất vui. Em cũng vậy. Hẹn gặp lại anh. Ừ, tạm biệt em. Chúc anh ở lại mạnh giỏi.